Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Hôm nay là ngày 9 tháng 8 2019 âm lịch. Chúng ta tiếp tục học tập một câu A Di Đà Phật niệm đến cùng. Học đến tập 157. Chúng ta sáng nào khi công phu xong cũng học đúng một đề tài, một câu A Di Đà Phật niệm đến cùng. Và những đức rất là thích, có thể cả cuộc đời của mình học một đề tài này, nhắc nhở mình suốt niệm câu Phật hiệu này. Thường chúng ta nhắc nhở rằng là người niệm Phật được giảng sanh hay không là do có tín nguyện hay không. Khi những đức niệm Phật, những đức nhớ đến những câu chuyện giảng sanh, như ngài Hạ Liên Cư khi ngài giảng sanh thì ngài đứng ngài giảng sanh. Ngài có nuôi một con chuột, mỗi lần ngài niệm Phật đi kinh hành thì con chuột lẻo đẻo đi theo. Khi ngài Hạ Liên Cư ngài giảng sanh, ngài đứng,
thì con chuột nó cũng chui vào chiếc giày của ngài, nó đứng, nó cũng giảng sanh theo. Rồi chúng ta đọc có những con sáo niệm Phật giảng sanh, hay là con chim niệm Phật giảng sanh, hay con gà niệm Phật giảng sanh. Những con vật này chư tổ sư nuôi phiên nó niệm Phật, nó niệm Phật được giảng sanh. Chúng ta nói rằng được giảng sanh hay không là do có tín nguyện hay không. Chúng ta nói ra tín nguyện, lòng tin, nguyện thiết, rồi cái hạnh sống cho tốt. Vậy thì con chuột, con gà, con sáo, những con vật đó nó có biết tín nguyện hay không? Không, nó không biết cái gì tín nguyện cả. Nó chỉ biết niệm A Di Đà Phật thôi à. Vì sao chư tổ nhắc chúng ta là được giảng sanh hay không là do có tín nguyện hay không? Vì chúng ta có cái ý nghĩ nhiều quá, có phân biệt, có chấp trước. Bữa nay như vậy, ngày mai thì khác. Nên chư tổ mới đặt vào cái chỗ là phải có tín nguyện niệm Phật mới được giảng sanh. Vì chúng ta có nhiều ý nghĩ quá. Còn con sáo, con chuột, những con vật này nó không có nhiều ý nghĩ như chúng ta. Nên nó hơn chúng ta ngay cái chỗ là nó không có nhiều ý nghĩ, mà nó chỉ có biết niệm Phật thôi. Như vậy thì một câu Phật hiệu này chịu niệm, đó gọi là tín nguyện rõ ràng rồi. Và câu Phật hiệu này chịu niệm chân thật thì cũng có lục độ vạn hạnh rồi. Chúng ta nói rộng ra lục độ vạn hạnh, nào là bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí huệ. Như vậy thì chúng ta coi trong những câu chuyện giảng sanh, bà lão nhà nghèo bán khổ, bà khổ quá trời luôn, bà có biết cái gì bố thí, tiền đâu bố thí, rồi bà có học được cái gì đâu mà bà biết trì giới. Nhưng vì sao bà niệm Phật có 3 năm bà giảng sanh? Vì bà chỉ có biết A Di Đà Phật thôi. Như vậy thì niệm một câu Phật hiệu này cũng đầy đủ lục độ vạn hạnh, có sẵn hết luôn. Rồi quý vị nghe những đức thường nhắc đến Lão Đức Hòa Thượng. Ông là người khù khờ, người ta chỉ ông vào đống phân Phật trong đó đó lại đi. Như vậy mà ông cũng quỳ, ông lại đóng phân, ông niệm Phật. Ông là một người vô cùng khù khờ. Nên công đoạn đọc nói rằng chữ Đức, đất nước đó vì ông quá khù khờ nên lấy ông tên cái chữ Đức là Lão Đức Hòa Thượng. Quá khù khờ rồi, vậy mà ông niệm Phật giảng sanh vô cùng thù thắng. Rồi Dương Đầu Ngốc biết cái gì là lục độ vạn hạnh, rồi biết cái gì mà cái chuyện phóng sanh hay là làm những điều thiện lành gì, chỉ có biết niệm Phật à. Quý vị coi trong lịch sử đi. Rồi mẹ của Hòa Thượng Hải Hiền nghèo như vậy, cơm còn không có đủ ăn nữa, không biết chữ nghĩa gì hết, chỉ có biết niệm Phật thôi mà giảng sanh thù thắng như vậy. Rồi sư đệ của Hòa Thượng Hải Hiền, Pháp Sư Hải Khánh, cũng là khù khờ đi vào chùa xuất gia tu đạo, niệm Phật, ai chỉ sai cái gì thì làm cái này. Cả cuộc đời xuất gia làm nghề gì? Đổ nước tiểu, đổ phân, làm những công việc dơ giấy nhất trong chùa, ai không làm ngài làm. Rồi thường ngày cứ niệm Phật, đều được giảng sanh. Như vậy thì càng lôi ra nhiều chừng nào thì con người càng mất phương hướng chừng này. Chúng ta thấy xã hội hôm nay con người chúng ta quá loạn tâm,
Nên người giảng pháp cũng đem ra rất nhiều thứ để mà mong độ nhiều chúng sanh hoặc là kết duyên cho họ. Nhưng chúng ta không đủ lực thì cuối cùng chúng ta cũng loạn tâm theo luôn. Thôi, chúng ta nên có một phương hướng cho thật chuẩn xác. Một câu Phật hiệu này ai tiếp không tiếp thì thôi, ta cứ làm việc này cho tới cùng cả cuộc đời của mình cho thật chuẩn xác. Còn nếu không lôi ra nhiều thứ mong độ chúng sanh, coi chừng độ họ không được mà chúng ta cũng không được độ. Từ nơi đó rất rõ ràng, thì ra một câu Phật hiệu này chịu niệm thì đầy đủ hết rồi. Còn nếu lôi ra nhiều thì càng phiền phức. Từ nơi đó một câu A Di Đà Phật niệm đến cùng. Có một cô này đến gặp những đức, cô nói rằng khi cô đang niệm Phật thì quá buồn ngủ, cô quỳ lên xin sám hối với quan gia chế chủ, xin buông tha cho tôi, xin bước ra khỏi thân thể tôi để tôi tỉnh táo niệm Phật cầu sanh cực lạc giúp quý vị, xin tha thứ cho tôi. Nói một chút rồi quay lại niệm Phật. Cô hỏi: con làm như vậy có đúng không thầy? Chúng ta cũng không cần nói đúng sai gì. Như vậy quý vị niệm câu A Di Đà Phật này, quan gia chế chủ không biết sao? Lúc xưa tôi não hại quý vị vì tôi không hiểu đạo. Không niệm Phật có nghĩa là không hiểu đạo. Bây giờ tôi hiểu được pháp môn tịnh độ, niệm Phật cầu sanh cực lạc. Nếu quý vị lại đây để quấy rầy tôi cũng tiếp tục niệm câu Phật hiệu này vì mục tiêu của tôi: niệm Phật cầu giảng sanh. Khi cận tử nghiệp của tôi là Phật A Di Đà tiếp dẫn tôi về thế giới cực lạc, tôi cứ thật thà mà niệm Phật. Cơ thể con người chúng ta là thân tứ đại, có lúc mạnh, có lúc khỏe, có lúc tỉnh, có lúc hôn trầm. Có lúc thì cơ thể rất là thoải mái, có lúc thì cơ thể rất là khó chịu. Chuyện này là chuyện bình thường của tứ đại hợp thành. Từ nơi đó khi niệm Phật thì có những khi chúng ta cũng tỉnh táo, có những khi cũng hôn trầm. Tỉnh táo cũng niệm Phật mà hôn trầm cũng niệm Phật. Câu Phật hiệu này là đại sám hối. Câu Phật hiệu này là đầy đủ hết rồi. Cần chi phải đọc thêm, trong lúc đang niệm Phật hôn trầm phải năn nỉ họ nữa. Năn nỉ họ như vậy thì xen tạp rồi. Tiếp tục mà niệm Phật, niệm một chút thì sẽ tỉnh, chắc chắn là như vậy. Giữ câu Phật hiệu này đến cùng. Trong kinh A Di Đà, Đức Thế Tôn chỉ chúng ta cách cái cảnh giới chúng ta đang ở là 10 muôn ức cõi Phật. Có một thế giới gọi là cực lạc, một thế giới cùng cực an vui, tiếng khổ còn không nghe thì hống chi là có khổ. Đây là chỗ mà Đức Thế Tôn đưa ra phương hướng. Và nhiều người nghe được như vậy thì trong lòng rất thích. Con muốn về thế giới đó phải làm sao? Thì quý vị tụng chương thứ 6 Kinh Vô Lượng Thọ, tụng tới nguyện thứ 18, chí tâm tinh ưa, cận tử nghiệp niệm từ 1 niệm cho đến 10 niệm. Chí tâm tinh ưa, chí tâm là không có loạn tâm. Câu Phật hiệu này chúng ta niệm tới cùng là không loạn. Chí tâm là có phương hướng rõ ràng, phương hướng là sanh về thế giới cực lạc. Tinh ưa là thích niệm câu A Di Đà Phật này, gọi là chí tâm tinh ưa. Niệm được câu Phật hiệu này, cận tử nghiệp từ 1 niệm cho đến 10 niệm thì Đức Phật A Di Đà sẽ tiếp dẫn chúng ta về thế giới cực lạc mà cách xa cái cõi chúng ta đang ở đây 10 muôn ức cõi Phật. Muốn về thế giới cực lạc, Đức Thế Tôn đưa ra phương hướng là thế giới cực lạc ở đó đó. Và chúng ta muốn về thì kinh A Di Đà cũng là Đức Thế Tôn chỉ dạy.
đến 10 niệm từ 1 ngày, 2 ngày, 3 ngày, 4 ngày cho tới 7 ngày. Như vậy thì chúng ta là niệm cái gì? Niệm A Di Đà Phật. Niệm A Di Đà Phật. Đức Thế Tôn không có nói niệm thêm cái khác. Như vậy tại sao bây giờ chúng ta phải niệm thêm cái khác? Vì có nhiều người chúng ta thích niệm cái khác nữa, nên nhiều vị cũng phương tiện chỉ chúng ta niệm thêm cái khác. Nhưng chúng ta đâu có chịu yên, niệm cái khác rồi chúng ta sẽ niệm thêm cái khác nữa, rồi niệm cái khác nữa, cuối cùng thì bỏ cái chánh hạnh niệm Phật giảng sanh. Nên bây giờ chúng ta đưa ra một phương hướng chuẩn xác là niệm mục tiêu chánh hạnh giảng sanh, đó là niệm A Di Đà Phật. Chúng ta tu tịnh độ niệm một câu A Di Đà Phật này cầu sanh cực lạc, gọi là chánh tông tịnh độ. Vì Đức Phật A Di Đà là giáo chủ, Bồ Tát Quán Thế Âm, Bồ Tát Đại Thế Chí vẫn là niệm Phật cầu sanh về thế giới cực lạc, vẫn là hai vị Bồ Tát ở bên cạnh của Đức Phật A Di Đà để phụ ngài tiếp dẫn chúng sanh. Như vậy thì chúng ta tu tịnh độ niệm một câu A Di Đà Phật này gọi là chánh tông tịnh độ. Thí dụ như có những người chúng ta nói rằng con tạo nghiệp rất là nặng, phá thai nhiều lần, làm nhiều điều tội lỗi, bất hiếu với cha mẹ. Bây giờ phá thai nhiều như vậy, phải làm những công đức phóng sanh, phải làm nhiều công đức phước duyên hồi hướng cho người ta, để khi cặn tự nghiệp của con á ra đi cho nó nhẹ nhàng, người ta không có cản trở con nữa. Nghe như vậy thì bỏ câu Phật hiệu, chạy đầu này chạy đầu kia đi làm những điều đó. Không phải là làm những điều đó làm không tốt, nhưng mà tùy phận tùy duyên mà làm. Đủ duyên thì đừng nên bỏ qua, còn nếu chưa đủ duyên thì cứ lão thật niệm Phật. Vì sao? Vì một câu Phật hiệu cũng đầy đủ hết những việc sám hối rồi. Vì ta muốn về thế giới cực lạc, như vậy thì ta niệm A Di Đà Phật. Quán thân giới chủ đi theo chúng ta đòi nợ, họ thấy chúng ta niệm A Di Đà Phật cầu sanh cực lạc vui như vậy, và vui trả nợ như vậy, họ thấy tốt như vậy, thì họ cũng phát tâm niệm Phật cầu sanh cực lạc. Quý vị không cần nói cái chuyện họ có đòi hay không đòi, vì họ muốn về cực lạc. Như vậy thì họ sẽ không muốn đòi nợ nữa. Vì sao? Vì muốn về cực lạc thì không muốn đòi nợ nữa. Còn nếu như chúng ta xen qua những cái hạnh khác, bỏ câu Phật hiệu, như vậy thì chánh hay là phụ gì cũng không có hết. Nếu chúng ta lấy được một câu Phật hiệu làm gốc chính để mà niệm tới cùng, như vậy thì chánh phụ đều có đầy đủ. Chỗ niệm Phật này thì gọi là tín nguyện niệm Phật cầu sanh cực lạc. Quý vị thấy một câu Phật hiệu hay như vậy, nếu mà gầy dựng được chỗ này thì chắc chắn đạo tràng không thay đổi phương pháp, chắc chắn luôn. Vì sao một vị này ông hướng dẫn nhiều người niệm Phật mà ông cứ đổi phương pháp hoài? Vì chính ông không tin tịnh độ sâu. Nó rõ ra là ông không tin tịnh độ sâu. Khi bệnh đau còn sợ chuyện này chuyện kia, khi đụng cảnh còn lo mất mát. Quý vị nhớ cái câu tùy duyên nghe. Câu tùy duyên này không đơn giản đâu. Tùy duyên là như thế nào? Tôi đã làm hết khả năng tôi rồi mà sự việc nó vẫn không được tốt, thôi tùy duyên. Tôi làm hết khả năng tôi rồi mà việc này rất là tốt, như vậy thì cũng rất là tùy duyên, chúng sanh có phước. Còn nếu tôi làm hết tâm tôi rồi mà việc này chúng sanh vẫn là không được hưởng nhờ mà vẫn bị khổ đau, thì tôi cũng tùy duyên, vì đó là chỗ tiêu nghiệp. Câu tùy duyên là làm hết khả năng mình, nhưng không đặt nặng cái vấn đề thành công hay thất bại. Vì tôi đã làm hết khả năng tôi rồi, đây gọi là câu tùy duyên, giúp tâm mình thanh tịnh. Còn nếu như quý vị đã làm hết khả năng rồi mà có người cản trở, quý vị nói tôi làm cực như vậy mà vì sao cản trở tôi, tôi phải tìm mọi cách để xử lý người này, không để cho người này cản trở con đường của tôi được, đây gọi là phan duyên tạo thêm nghiệp lực. Còn câu tùy duyên là làm hết khả năng mình rồi, nhưng mà
vẫn là bị cản trở và làm không được. Như vậy thì chúng ta tùy duyên, cứ giữ câu Phật hiệu suốt như vậy, đó gọi là câu tùy duyên. Chứ không phải là không làm cái gì, ngồi ở không, ngồi nghỉ ngơi, không làm gì. Ai nói đến việc tốt thì thôi tùy duyên đi. Đây là làm biến, làm sao gọi là tùy duyên? Tùy duyên là siêng năng hết mình mà công việc đó làm không được, thôi tùy duyên. Đây đúng gọi là tùy duyên đó. Thí dụ như giờ Hòa Thượng kêu chúng ta lại 1000 lại Bồ Tát Quán Thế Âm, mình hết mình, mình lại rồi mà lại được có 800 lại, nó gục ngã tại chỗ. Vậy thì thôi ghim tôi vô tùy duyên đi. Đúng rồi, vì tôi làm hết mình rồi đó. Quý vị thấy ngày lễ viếng Bồ Tát Quán Thế Âm rõ ràng không? Tự nhiên những ngày thường gì nó khỏe như trâu vậy đó, vậy mà ngày lễ Bồ Tát Quán Thế Âm mới tự nhiên nó cụp chân sống à, nó lãng nhách như vậy đó. Vì thấy không, nó bệnh te tu rồi tiêu chảy tùm lum tùm la hết trơn á, mà còn có 2-3 ngày nữa lễ Bồ Tát Quán Thế Âm mà. Nếu mà giờ mà không niệm Phật á, chắc mình chết được luôn đó quý vị ơi. Quý vị thì sao đây? Vậy đó mà niệm Phật trong lòng nó, thôi kệ đi, cái chuyện làm này là cái chuyện con làm hết mình thôi, chứ bây giờ thân phàm phu này con cũng không biết làm sao nữa, thôi tới đó thì giải quyết vấn đề, tới đâu hay tới đó con cũng hết mình thôi. Vậy mà ngộ thay là đi qua bên kia lễ 500 danh hiệu thì nó khỏe re, rồi bữa sau lại nó khỏe vô cùng khỏe luôn, lễ xong rồi là xương sống xương gì cũng hết sạch nhách hết trơn luôn, bây giờ khỏe re luôn, không còn cái gì bệnh nữa trơn á. Mà trước mấy ngày lễ Bồ Tát Quán Thế Âm thì bệnh te tu. Quý vị thấy không, cái này là cho mình thấy rõ ràng luôn. Mà nhiều người cũng gặp những đức nói thầy ơi, thầy mệt quá thôi vô một hai chai nước biển đi, hoặc là mình đi chích một hai liều thuốc gì đi. Trong lòng những đức nói rằng nếu bây giờ mà mình đi vô mấy chai nước biển chích mấy liều thuốc gì thì cái tính nguyện mình có vấn đề rồi. Cái tính nguyện mình có vấn đề rồi. Thôi cái việc làm này là cái việc làm mà mình lễ Bồ Tát Quán Thế Âm mà, đâu mình coi thử có làm sao. Quý vị biết rằng vẫn giữ cái tâm như vậy, không cần vô nước biển, không chích thuốc, không làm một cái gì chứ. Lễ Bồ Tát Quán Thế Âm 1000 lại xong khỏe re tới bây giờ luôn, như bò như trâu quý vị coi đúng không? Cái này là thấy rõ ràng luôn, còn gì nữa quý vị. Nó cho mình cái niềm tin rõ ràng là mình thấy rằng là thì ra mình tu mà mình có bệnh đau cũng hay để coi tính nguyện mình quý vị ơi. Đó. Nên nó rèn luyện thử coi. Đó là cái chỗ chúng ta tin câu Phật hiệu mà niệm đó. Những đức thấy rằng buổi nào mà những đức chia sẻ Phật pháp, mà những đức dạch quyển sách ra những đức đọc, là cái buổi đó lên nó phân hai thuyết pháp mà ngộ ghê luôn á. Để ý phân hai thuyết pháp mà. Còn buổi nào mà không đọc cái gì hết trơn mà chỉ có niệm A Di Đà Phật không lên thuyết pháp á, thì tự nhiên nhiếp tâm thuyết pháp mà. Từ câu Phật hiệu mà lý giải rất rộng. Ồ thì ra là như vậy. Tâm phàm phu chúng ta bỏ vào nhiều thì càng loạn động thêm. Nên á, mới có những căn cơ á, là thượng căn thì người ta hiểu khi đọc tu thông hiểu và đạt đến chỗ tu hành chứng quả. Còn trung căn á, thì như những bậc A-la-hán tu hành á, cũng đắc quả phải không? Mình là bậc hạ căn thì quý vị biết rằng á, mình không có tự lực đắc quả được, mà mình đều là hoàn toàn tu pháp môn tịnh độ. Nên Đức Thế Tôn mới chỉ chúng ta là thờ mạt pháp, chỉ có pháp môn tịnh độ mới độ được chúng ta. Như vậy thì căn cơ chúng ta thờ mạt pháp này phải thể hiện cái duyên gì? Cái duyên là ngốc nghếch không biết gì, lão thật niệm Phật cầu sanh cực lạc thì cơ hội giảng sanh rất là cao. Còn cái việc mà đọc hiểu để mà tu, thông hiểu để mà tu thì hình như là cái căn cơ chúng ta trong thờ mạt pháp này không có cái căn cơ này quý vị. Đó, nên từ nơi đó mà Hòa Thượng Thích Minh Thông á, ngài á, là những vị mà hướng dẫn về giới luật rất là có tiếng tăm. Vậy mà ngài nói rằng là ngài học á, kinh luật luận thông nhiều như vậy, mà bây giờ ngài muốn học dốt, muốn niệm một câu A Di Đà Phật thôi. Đó. Như vậy thì bây giờ chúng ta đã dốt rồi, bây giờ chúng ta học cũng không được,
Vì sao không chịu niệm Phật đi? Còn nếu ai mà nghĩ rằng mình học thông thì cứ học kệ người ta, còn mình nghĩ rằng mình không có thông, thôi tôi niệm A-di-đà Phật thôi, niệm A-di-đà Phật thôi. Một câu Phật hiệu này giá trị cao lắm đó. Nghe pháp của Hòa Thượng Tịnh Không 5 năm, nghe hoài vẫn không nhớ. Lạ thay, khi ngưng nghe pháp của Hòa Thượng, niệm Phật thì lại nhớ. Ngộ thiệt. Và khi kể chuyện thì kể rất là rõ ràng, trong khi lúc đó nghe để mà nhớ để kể mà không nhớ, trong khi không nghe niệm Phật lại nhớ. Qua cái tình trạng này thì chúng ta mới thấy được rằng thầy Lý Vĩnh Nam đúng là bậc ăn sư thiệt. Và Thượng Tịnh Không học giỏi như vậy, học hai vị thầy giỏi như vậy, như vậy mà gặp thầy Lý Vĩnh Nam là ông dẹp sạch hết cái sở học đó luôn. Ông nghe không? Không nghe thì đi đến nơi khác mà cầu học. Còn nếu ông nghe tôi nhất định đã nâng cảnh giới của ông lên đó. Ông nghe lời tôi thì tôi nâng cảnh giới của ông lên. Còn nếu ông không nghe lời tôi thì người đệ tử này không thể nào dạy được rồi, vì nó học quá giỏi. Muốn đưa người đệ tử này vào cảnh giới để tu hành có chứng quả thì chỉ còn có một cách là dẹp hết sở học đó của người đệ tử này. Hòa Thượng Tịnh Không cũng đặc biệt thiệt. Bây giờ chúng ta không tìm ra thêm một người như vậy nữa. Ông khi cầu học với thầy Lý Vĩnh Nam nghe như vậy thì ông chăn thật buông xuống hết. Chăn thật buông xuống hết. Sách vở của ông đem tặng cho thư viện Từ Quan hết hoàn toàn. Tặng hết luôn. Và nghe lời thầy Lý 100%. Ông nói rằng chỉ có 3-4 tháng thôi thì mới thấy rằng phương pháp của thầy Lý đưa ra tuyệt diệu thiệt. Quá tuyệt diệu rồi. Buông xuống hết lại thông được hết. Lúc trước thì học rất giỏi nhưng mà không thông. Bây giờ thầy Lý bắt phải buông xuống hết, như vậy mà thông hiểu hết, mới thấy được phương pháp của thầy Lý quá hay rồi. Nhưng thầy Lý Vĩnh Nam nói rằng tôi dạy ông 5 năm thôi. Quý vị biết rằng là đến khi 5 năm thì Hòa Thượng Tịnh Không quỳ xuống đảnh lễ thầy Lý, xin cho con thêm cái cách dạy này thêm 5 năm nữa, vì quá đặc biệt là 10 năm đó quý vị. Đó, thấy chưa? Từ nơi đó, người học đạo chúng ta hôm nay gấp gáp quá. Mới học đạo là nghe nhiều, biết nhiều, tiêu rồi, chướng nhiều rồi quý vị ơi. Nghe nhiều, biết nhiều là chướng nhiều. Cho quý vị biết á, họ không đủ trí tuệ để nhận thức được đúng sai đâu. Không đủ trí tuệ để nhận thức được đúng sai. Nếu nắm một câu ai với Đà Phật này chịu niệm, quý vị sẽ nhận thức được đúng sai. Còn nếu quý vị mà nghe nhiều, biết nhiều sẽ không phân biệt được đúng sai, vì quá tạp rồi nên không phân biệt được đúng sai. Còn câu Phật hiệu này mà cứ niệm hoài thì lọc sạch tâm, từ nơi đó tâm sạch thì trí sáng, sẽ phân biệt rõ ràng được đúng sai, sẽ có phương hướng chọn rất kỹ lưỡng. Chắc chắn 100% là như vậy. Nên câu Phật hiệu này niệm rất là đầy đủ, đừng bao giờ nói rằng thiếu. Người nào tin thì cứ niệm, không tin thì kệ quý vị. Những đức nhất định cả cuộc đời này sẽ niệm một câu A Di Đà Phật này tới cùng. Cả cuộc đời này sẽ niệm câu A Di Đà Phật này, niệm đến cùng. Chúng trong chùa này ai tin không tin kệ quý vị. Quý vị muốn đi tìm đâu đi tìm. Nhất định những đức sẽ niệm câu Phật hiệu này, niệm đến cùng một câu A Di Đà Phật này. Những đức thấy một chú nhỏ này, ông lễ Phật. Những đức hỏi ông,
Vì sao lúc này buổi trưa lễ Phật, ông nói rằng lì bị phạt lễ Phật. Lễ Phật xong bữa sau những đức không thấy lễ Phật, những đức hỏi vì sao bữa nay không lễ Phật mà ngủ, thì ảnh nói bữa nay không có lì nên được ngủ. Những đức nói như vậy ngủ là hư rồi, là lì rồi đó, bữa sau lễ Phật đi, lì thì được lễ Phật, bữa nay không lì thì ngủ. Như vậy thì bạn không niệm Phật, không lễ Phật là lì rồi, bỏ tu gọi là hư rồi, từ nơi đó phải chịu phạt lễ Phật. Như vậy thì mỗi ngày chúng ta bỏ câu Phật hiệu không niệm, như vậy thì chúng ta sai rồi đó. Nhớ, bỏ câu Phật hiệu mà không niệm là sai rồi. Ngài Địa Tạng Bồ Tát nói rằng chúng sanh diêm phù đề, kiên cường khó giáo hóa. Mọi ý nghĩ việc làm của chúng ta đều là tạo nghiệp. Địa Tạng Bồ Tát nói như vậy. Như vậy thì chúng ta bỏ câu Phật hiệu, dù là thuyết pháp này vẫn có cái tội, vì có những cái nói là vì mình, có những cái nói là cái ta của mình. Thuyết pháp vẫn là có tội vì mình chưa phải là bậc chứng quả thuyết pháp, nên vẫn còn cái ngã, cái ta của mình để thuyết pháp. Từ nơi đó thuyết pháp vẫn còn có tội. Niệm Phật không có tội. Như vậy thì chỉ cần bỏ câu Phật hiệu, tất cả những việc làm chúng ta đều có tác dụng phụ. Nếu chúng ta có thể giữ câu Phật hiệu này mà niệm thì là không có tội. Bỏ câu Phật hiệu làm bất cứ việc gì cũng có tội. Tội ít, tội nhiều, nhưng có tội, có tội trong lục đạo. Nhưng niệm câu Phật hiệu này là siêu vượt lục đạo luân hồi, thập pháp giới, sanh về thế giới cực lạc. Đúng là đặc biệt gì đâu quý vị ơi. Một câu Phật hiệu niệm đó mà như vậy đó. Quý vị nghe như vậy rồi quý vị nói rằng vậy thì con khỏi cần làm gì, con niệm Phật hoài luôn. Không được, niệm không được mới ghê chứ. Niệm không nổi. Nó, quý vị thấy không? Từ nơi đó một số anh em xuất gia cùng thợ những đức, bây giờ nhiều ông lên núi đồ, cắt thắt cắt cốc đồ tu đó. Nếu đã đi lên trên đó cắt được cái thắt cái cốc rồi á, thì cố gắng trên đó niệm Phật đi. Chăng thật mà niệm Phật đi, trồng một vườn rau nho nhỏ, cắt rau vào ăn, luộc miếng đậu hũ chấm muối tiêu. Những đức thấy món đậu hũ luộc chấm muối tiêu này mỗi buổi chiều ăn đặc biệt thiệt á, quá đặc biệt luôn rồi. Ăn nó nhẹ nhàng cái bụng, đừng có nói nữa. Một số Phật tử mới vào đây ăn chưa quen, buổi tối hơi đói bụng một chút, nhưng quý vị nhai đậu hũ quý vị để ý đi, phải là ăn đậu hũ luộc chấm muối tiêu giảm tối đa tham sân si không? Nó giảm tối đa cái thứ này. Còn bữa nào mà ăn đồ ngon là chúng ta khởi lòng tham đó. Nên một số anh em mà hiện tại các liêu thắt trên núi mà tu, nếu ra được vậy rồi thử cố gắng niệm Phật đi, đừng có chạy xuống đất liền chi cho nó mệt. Nếu mà có cuộc sống vườn rau trồng mỗi ngày, trồng rau rồi xong á, cắt vào mình nấu cơm, rồi mình luộc rau, rồi mình có miếng đậu hũ mình luộc mình kho gì đó, rồi mình ăn mình tu. Các ông đã đi lên trên đó ông tu rồi thì các ông tu thử vậy đi. Rồi cả ngày của mình, thật sự mà nói nghe, các ông niệm không, niệm không được đâu. Các ông dùng cái cách ký số niệm Phật này đi sẽ hay lắm á. Những đức nói bảo đảm cái cách ký số niệm Phật này hay lắm á, chắc chắn luôn. Đây không phải là phương pháp mình đưa ra mà mình cứ khen hoài. Thật sự quý vị nó rất là hay. Những đức bây giờ mà bỏ chiếc máy ký số thì những đức niệm có được bao nhiêu chứ. Ngộ vậy đó. Mà có cầm chiếc máy là niệm tới cùng luôn à. Thì ra tại sao mà chư tổ sư cứ nhắc hoài cái chỗ mà niệm Phật có số lượng này ta? Thì ra là chư tổ sư đã nhìn được cái thời mặt pháp này rõ ràng luôn rồi. Đó. Nên ngày hoàng niệm tổ mà trước mấy tháng ngày giảng sanh á, Hòa Thượng Tịnh Không cũng thường tán thán ngày niệm nhiều lắm. Mấy chục vạn một ngày đêm ngày niệm vậy đó.
Trước mấy tháng niệm Phật giảng sanh mà ngày niệm một ngày một đêm mấy chục vạn câu A Di Đà Phật, quý vị niệm dữ lắm á, dùng cách kim can trì mà niệm á, niệm mà chắc gió mà không lọt được luôn á quý vị ơi, mưa không ướt luôn á. Các vị này niệm Phật đạt tới trình độ đó, chúng ta thì không đạt được gì rồi. Đó. Nên cái cách mà ký số niệm Phật này á, những cái người mà ẩn tu trong liêu thất đồ nên dùng. Nó có một cái phương pháp để mà mình hành trì. Bây giờ mình đã xa chùa xưa, mình đi lên trên núi, mình cắt thắt cắt cốc mình tu. Vậy mà cứ chạy về chùa xưa để ngồi cúng chay tăng hoài chi ạ? Tầm bậy. Thật sự mà nói, một số anh em xuất gia trong chùa mình, anh em mà có được cái duyên mà gặp một ngôi chùa mà người ta lo cho mình hết cả cuộc đời, anh em đừng có cái suy nghĩ cái chuyện mà ngồi cho người ta cúng cho ta cả cuộc đời luôn á, đừng bao giờ suy nghĩ cái chuyện mà người ta nấu ăn món này món kia, người ta đãi mình rồi người ta cúng dường cho mình, đừng có ngồi cái chỗ đó. Cái chỗ đó ai ngồi kệ người ta. Thí dụ như anh em đi đến một cái nơi nào mà gặp vị đi, anh em ở nơi đó đi, anh em cũng là tỳ kheo, đúng ra được lên đó ngồi đúng không, anh em cứ thay y tỳ kheo ra đi, bận cái áo lam vô đi xuống cái nhà bếp phụ người ta nấu đồ ăn, nấu để ăn để đãi mấy ông tăng này. Còn mình thì đừng có nên ngồi trên đó, đừng bao giờ nhận cho tăng gì hết, chắc chắn anh em sẽ có cơm ăn áo bận là chắc chắn luôn. Nhưng mà cái cách này sẽ hay hơn, đừng có ngồi ở trên cái vị trí cúng cho tăng, nghe không? Những đức nói rằng cả cuộc đời những đức không có thích cái chuyện mà sinh nhật nè, không có nè, không thích cái chuyện nè, rồi đi đến cái nơi nào đó mà người ta nấu đồ ăn ngon đồ này kia mà người ta đãi đằng mình rồi ngồi người ta cúng cho tăng cho mình, không bao giờ làm chỗ này. Tôi chỉ có cơm ăn áo bận là được rồi, không bao giờ tôi làm chỗ này. Và tôi cũng khuyên những anh em sống chung với tôi như vậy đó. Nên một số các huynh đệ mà đi rồi, mình phải lo công phu mình tu, mình tu cho thật tốt đi, 5-10 năm sau gặp lại ít gì mình cũng có chút tư tưởng. Đi thì tự đi, mà cứ là quay về hoài không được cái gì, người ta cười mình chết. Cái này mới là cười chết thật nè. Người ta cười mình mà người ta cũng tạo nghiệp, mình cũng tạo nghiệp nữa. Nên mình đã đi rồi thì mình cố gắng mình dụng công mình tu cho thật là tốt. Ở trên núi non gì đó, mình niệm Phật thử 3-4 năm thử coi sao. Mình nhiệt tình mình tu đi, đừng có quan hệ Phật tử nào chứ á. Đừng dùng điện thoại. Rồi những đứa ở đây mà còn không dùng điện thoại mà. Đó. Nên cái phương hướng đã sai rồi, không có phương hướng. Nên những đức nói rằng đừng bao giờ ngồi cho người ta cúng cho tăng, chỗ này đừng có làm, cứ là lụi cụi ở dưới bếp phục vụ chúng sanh thì cứ làm vậy đi, thì quý vị sẽ có kết quả về sau con đường tu của quý vị à. Phước báo này dày lắm, nó không có thiếu cuộc sống đâu. Người ta đem đến miệng người ta dưng luôn mà cũng không muốn ăn nữa, lạ vậy đó. Cái phước nó lớn đến mức vậy á. Nó nên cứ làm như vậy đi, lời của chư tổ dạy không sai đâu. Cứ lụi cụi phục vụ chúng sanh đi, đừng có ngồi trên ngồi trước người ta. Cứ tu như vậy đi sẽ thành công trên con đường giải thoát này à. Rồi câu Phật hiệu cứ giữ suốt, cứ mà niệm thì thành công à. Nên quý vị biết rằng mình cảm giác được tịnh độ này tuyệt, tuyệt vời lắm, câu Phật hiệu này hay lắm. Niệm đi, chân thật mà niệm đi, ai không niệm chúng ta cứ niệm đi. Nên những đức nói trong lòng, thí dụ như nhân viên chùa mình sau này đủ duyên, quý Phật tử bên ngoài hết sức thông cảm, sau này mà nói thật sự ngôi chùa mình mà đủ duyên đó, quý vị, những đức sẽ đi vào cái trạng thái sẽ không bao giờ nhận cộng tu bên ngoài vô luôn á. Cộng tu bên ngoài là những đức không nhận luôn á. Những đức giữ ngôi chùa này chúng thường trụ ở trong đây suốt, những đức đóng cửa chùa luôn á. Tất cả chương trình gì những đức cũng không làm luôn. Về sau này nếu mà cuộc đời những đức mà nói là nếu mà đủ nhân duyên á nghe, những đức sẽ làm chuyện này để mà những đức coi pháp môn tịnh độ này đi đến cái mức nào luôn á. Tại vì những đức hướng dẫn quý vị rất kỹ, quý vị phải ở trong vị trí nào tu ở vị trí đó. Những đức rất là thích nếu ngôi chùa này về sau mà cộng tu cũng không đi vào đây được luôn, chỉ có thường trụ thôi, ai không phải là nhất định là không được ở trong đây. Giữ cái vị trí này nghiêm túc luôn, không có cộng tu gì hết, không có chương trình lễ lọc gì hết luôn, cửa chùa đóng lại luôn, niệm Phật thử coi, chúng ta muốn coi thử coi như thế nào. À.
Nên những người cộng tu mà quý vị mà có tâm tu, quý vị nghe những Đức nói câu này, quý vị đang mừng, vô cùng mừng đó. Vì đã có một tiêu chuẩn cho tịnh độ xuất hiện. Đã có một tiêu chuẩn cho tịnh độ xuất hiện để hoàn truyền tịnh độ đó. Còn bây giờ thì chưa đâu. Bây giờ thì thấy thì như vậy, quý vị cũng khen cái ngôi đạo tràng này có được chút, nhưng chưa được gì đâu quý vị à. Cái được nhất của ngôi đạo tràng này á, là từ hôm nay ngôi đạo tràng này đừng nên xây dựng thêm một dãy nhà nào nữa hết, là điều thứ nhất. Và điều thứ hai, ngôi đạo tràng này về sau không nên nhận cộng tu vào đây. Và điều kiện thứ ba là ngôi đạo tràng này tuyệt đối tất cả những ngày lễ phải nghỉ hết. Và ngôi chùa này mỗi ngày thường đóng cửa mấy trăm người này ở trong đây niệm Phật. Đây mới gọi là tiêu chuẩn của những đức để mà niệm Phật. Đây là tiêu chuẩn. Về sau những đức rất muốn được ngày đó xảy ra. Nếu không được thì thôi, không sao cả, tùy duyên. Nhưng rất muốn một ngôi đạo tràng như vậy xuất hiện. Tại vì như vậy sức ảnh hưởng mới rất là mạnh. Còn nếu ở trong đây mà còn xây thêm một hai dãy nhà nữa thì chắc là ngày đó chúng ta sẽ không thấy được rồi. Vì vậy nhớ rằng Ấn Tổ đưa lên cái tiêu chuẩn của đạo tràng 20 người, chắc chắn rằng bậc đại trí này nhìn nhận rõ ràng. Từ nào đó mà một ngôi đạo tràng quá đông người phải có sự quản lý kỹ lưỡng. Điều thứ hai, phải cần có tiền bạc vật chất để lo cho, thì cái người trên sẽ tu có sự bận tâm, nên cái chỗ đi sâu vào pháp tu nó không sâu. Từ nơi đó mà Ấn Tổ mới nêu lên đạo tràng không quá 20 người để duy trì đạo tràng tiện lợi cho người trên dễ tu hành. Và từ nơi đó mà thâm nhập được pháp môn tu hành thì mới hoàn truyền được sâu sắc. Quý vị biết rằng những đức đã nhìn nhận rất sâu sắc, ngôi đạo tràng này đủ rồi, đừng nên bao giờ mà có một cái tiêu chuẩn xây dựng một dãy nhà nào nữa cả. Có tiền đi cho người khác hết đi, đừng có xây dựng nữa. Thật sự với quý vị rằng đừng nên xây dựng nữa thì cho người ta ở rồi. Người ta ở thì phải đông người, đông người quý vị quản lý nổi không? Từ nơi đó đại lão hòa thượng chúng ta, nếu ngài nhìn nhận được muốn cho ngôi chùa này về sau trở thành một ngôi chùa hoàn chuyên tịnh độ, ngài nên có cái góc độ này mới là thật sự là một vị sâu sắc đặc sắc đó. Thật sự á, nếu hòa thượng chúng ta mà nhìn nhận được chỗ này thì đây là một cái nơi mà ngài khai sơn ra ý nghĩa thiệt, về sau nhất định sẽ vang danh thiên hạ cái ngôi đạo tràng này nè. Nếu đi theo cái tiêu chuẩn đó là vang danh thiên hạ đó quý vị. Nhớ phải đóng cửa chùa thì không ai mà đi đụng quý vị chi cả. Vì quý vị không có dành tiền của người ta, quý vị không có dành Phật tử của người ta thì người ta không có đụng quý vị chi đâu. Kệ nó, nó ở trong đó nó đóng cửa nó chết hết đi, nó niệm Phật đi, không ai đi đụng quý vị làm gì. Nhưng quý vị á, mở cửa ra lễ lọc mà số lượng đông như vậy thì nhất định quý vị sẽ không tồn tại đâu. Hòa thượng cũng sẽ, đạo tràng của ngài khai sơn lên sẽ không tồn tại đâu. Dù nó có tồn tại đi chăng nữa, nó cũng là cái xác không à, nó không ra cái gì cả, vì nó không có pháp đạo ở trong đó. Từ nơi đó ngôi chùa này có to cũng là bằng không thôi, chứa con cháu ma ba tuần trong đây thôi chứ làm gì. Từ nơi đó nếu mà nơi khai sơn này của ông bà mà cực khổ đó nghe, những đức sẽ phát huy này bằng cách là như thế nào? Ngôi chùa này đừng bao giờ xây dựng thêm một ngôi nhà nào nữa cả. Nhà nào cũ thì nhất định những đức sẽ sửa máy, lợp tôn sẽ làm lại chỗ ở y thinh như vậy, sơn phết những đức sẽ làm lại ngôi nhà đó y thinh. Còn tuyệt đối không xây thêm một ngôi nhà nào nữa cả. Và khi hòa thượng trăm tuổi già rồi thì ngôi đạo tràng này sẽ đi vào cái chuyện là cộng tu những đức sẽ không nhận, thường trụ sẽ dứt ngang luôn. Người nào không nghiêm túc tu đi về nhà, giữ đạo tràng này nghiêm túc cho người niệm Phật và những đức mỗi ngày dẫn thuyết pháp như vậy thì ngôi đạo tràng này của hòa thượng khai sơn lên về sau nhất định vang danh thiên hạ. Chắc chắn những đức làm được đó. Vì những đức không có cái tâm đi ra ngoài, mà những đức đã thấy được câu Phật hiệu này rất là đặc biệt, nên những đức biết không có độ được chúng sanh khi mình chưa độ được mình. Những đức biết chỗ này nên những đức nói với một số anh em rằng bây giờ đủ duyên chăng thật mà làm đi, khai duyên.
Từ nơi đó chúng ta về sau đóng cửa chùa vẫn có duyên thù thắng. Vì mấy trăm người này phải cần có cơm ăn áo bạc, đóng cửa chùa vẫn có cơm ăn áo bạc. Chắc chắn. Nó từ nơi đó quý vị biết có nhân có quả. Đây là phương hướng những đức nhìn nhận sâu sắc đó. Nên những đức biết một cái vị này, những đức thấy ông, ông đã gian nan vô cùng. Khi ông có thể tỉnh táo lại một chút như vậy mà ông vẫn muốn phát triển đạo tràng, không sử dụng công phu. Những đức nói ông tại sao ông nghĩ như vậy, ông tu lâu như vậy mà tại sao cái góc độ của ông như vậy, trong khi cái xã hội này là nó dập mình te tua, cái cơ hội của mình đóng cửa chùa để tu vẫn không đói, tại sao không đóng cửa chùa tu thì coi như thế nào, thì coi tịnh độ đi đến cái mức nào mà tại sao ông lại phát triển đạo tràng. Cái kẻ phát triển đạo tràng là như tôi nè, vì tôi còn trẻ, thêm cái nữa là tôi có cội bồ đề, ông phải nhìn nhận được chứ. Còn ông thì như thế nào, ông cực vô cùng gian nan như vậy, ông còn phát triển đạo tràng làm chi? Ông nên đóng cửa chùa để mà cái tiếng tâm về tịnh độ của ông sẽ phát triển rất mạnh vào lòng công chúng. Còn hôm nay ông phát triển đạo tràng, ông dùng mọi cách để mà thu gom Phật tử nữa, vậy thì trong lòng công chúng của người tu với ông ngày xưa tới bây giờ, người ta sẽ bỏ ông hết. Người ta sẽ biết ông là người không có tâm giải thoát mạnh, và cái hướng tu của ông không sâu về tịnh độ. Người ta nhìn nhận được mà. Nên từ nơi đó, vì sao tôi làm chỗ này? Vì tôi có duyên này, duyên tôi đang có chỗ này nên tôi làm. Quý vị coi phải là có một cội bồ đề to tôi đang dựa hay không? Một ngày nào cội bồ đề này thành trụ hoại không, từ nơi đó tôi sẽ biết nhân duyên như thế nào. Nên tôi tính con đường gì? Con đường là đóng cửa chùa niệm Phật. Đây là con đường đặc sắc nhất. Chúng thường trụ này, quý vị là người thật sự muốn giảng sanh, nghe câu này quý vị mừng dựng tóc gáy. Chắc chắn quý vị luôn. Những đức mà ao ạt phát triển đạo tràng, quý vị là người rất lo âu đó. Quý vị không tồn tại đâu. Nên đại lão hòa thượng chúng ta chắc chắn là có trí tuệ này. Đừng nên xây thêm một căn nhà nào trong đây nữa. Những đức quản chúng, những đức biết. Người đã sâu sắc chúng, những đức biết mà. Cái chúng này bây giờ rèn đi là được rồi đó. Không có cộng tu gì đi vào đây thì không ai lôi cái gì vô đây được cả. Những đức sẽ quản ngôi đạo tràng này đi đến cái mức cực điểm luôn, tuyệt diệu luôn, vì sức khỏe đang đầy đủ mà. Tâm lượng tu đang mạnh nữa. Thời gian mấy năm thôi thì ngôi đạo tràng này con người trong đây sẽ có một tiêu chuẩn. Con người nào chịu không nổi thì rớt ra khỏi cổng là tiếc đói không quay lại được. Coi cuối cùng được bao nhiêu người ở trong đây. Đó, quý vị biết rằng ở trong đây đóng cửa chùa mà mỗi ngày vẫn hát, vẫn ca được đó. Cho quý vị biết đó. Trời ơi. Đều có tư tưởng đầy đủ hết rồi, chỉ còn cái nhân duyên đến mà thôi. Quý vị biết đó. Nên con người phải có tầm nhìn sâu sắc. Nhớ câu Phật hiệu này, niệm đến cùng. Niệm cho đến cùng, đừng thay đổi gì cả. Gặp bệnh đau đừng có tụng kinh trì chú gì cầu hết bệnh cả, cứ tiếp tục mà niệm câu ai với đạo Phật này. Chư tổ đã dạy rồi mà vẫn là nói phương tiện để mà làm. Tụng kinh không bằng trì chú, trì chú không bằng niệm Phật. Vì cái pháp niệm Phật là tiện lợ. Từ nơi đó bệnh đau đi quay qua trì chú làm chi? Gặp cảnh ngộ đi quay qua niệm Quan Âm trì chú để cầu qua tai qua nạn khỏi làm chi? Vậy niệm A Di Đà Phật không tai qua nạn khỏi hả? Niệm A Di Đà Phật không qua tai qua nạn khỏi sao? Có một cái cô này, cô có chồng cái năm 35 tuổi. 5 năm sau mà cô vẫn không có con. Người chồng rất muốn có một đứa con. Cô cũng là một Phật tử biết niệm Phật. Gia đình của cô chỉ có đúng một tấm hình Bồ Tát Quán Thế Âm. Cô phát nguyện niệm 100.000 câu A Di Đà Phật để mà cầu con. Nhưng nhà không có thờ Phật A Di Đà, chỉ có một tấm hình của Bồ Tát Quán Thế Âm. Cô quỳ trước Bồ Tát Quán Thế Âm niệm A Di Đà Phật. Cô niệm đến cùng luôn. Niệm chưa hết 100.000 câu A Di Đà Phật thì quý vị biết rằng là cô đã có cái tin
là mình mang thai rồi. Qua câu chuyện này quý vị thấy rõ ràng câu A Di Đà Phật này mà chịu niệm thì đặc sắc lắm. Thì vị đại pháp sư này mới hỏi cô một câu rằng: vì sao cô không niệm Bồ Tát Quán Thế Âm mà cô niệm A Di Đà Phật khi quỳ trước Bồ Tát Quán Thế Âm? Thì cô này nói rằng: con mỗi ngày niệm A Di Đà Phật thì dù con cầu cái gì con cũng niệm A Di Đà Phật để cầu cái đó, cứ giữ câu A Di Đà Phật mà niệm để con cầu cái đó. Vị đại pháp sư này nói rằng: hay thiệt, cái nghĩ này rất là hay, gọi là tính tâm mà cầu. Rõ ràng hữu cầu thì có ứng, có ứng rõ ràng. Như vậy thì quý vị gặp bất cứ cảnh ngộ nào cũng tiếp tục nghe lời của người xưa dạy, một câu Phật hiệu mà niệm, niệm đến cùng. Như vậy thì năng lực gia trì của Phật A Di Đà vẫn vô cùng viên mãn. Nếu quý vị tin được chỗ này thì không chuyển phương pháp, trở thành nhất tâm một câu Phật hiệu mà niệm. Sáng hôm nay chúng ta học đến đây. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về tịnh độ. Nam mô A Di Đà Phật. 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 A Di Đà A Di Đà Phật.